Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ, Trọng Thành và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 2 năm 2017. Tiếp Thủ tướng Shinzo Abe tại Nhà Trắng, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lại cam kết bảo vệ Nhật Bản. Trung Quốc trục xuất 32 nhà truyền giáo Hàn Quốc để trả đũa vụ THAAD. Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc sắc lệnh mới về nhập cư. Kính thưa quý vị, quan hệ Washington-Tokyo đã có dấu hiệu êm đẹp ngay trong ngày đầu tiên chuyến công du nước Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản. Vào hôm qua, sau buổi tiếp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố liên minh Mỹ-Nhật là trụ cột của hòa bình và ổn định trong vùng. Ông khẳng định lại cam kết liên minh quân sự giữa hai nước, trong đó nhấn mạnh đến việc bảo vệ quần đảo Senkaku điếu ngư đang có tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Shinzo Abe tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã không nhắc lại những tuyên bố trong chiến dịch vận động tranh cử, mà theo đó ông Trump đã không ngớt lời chỉ trích Nhật trong quan hệ làm ăn với Mỹ hay dọa sẽ xem xét lại hiệp ước quân sự giữa hai nước. Trên cương vị Tổng thống Mỹ, lần này ông Trump tuyên bố xin trích: "Chúng tôi quyết tâm bảo đảm an ninh của Nhật Bản và toàn bộ các khu vực nằm dưới sự quản lý của chính quyền Nhật, đồng thời tiếp tục củng cố mối quan hệ liên minh tối quan trọng của chúng tôi." Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh thêm mối quan hệ giữa hai nước chúng ta và tình hữu nghị giữa hai dân tộc là rất sâu sắc. Chính quyền Mỹ quyết tâm thắt chặt thêm mối liên hệ đó. Trong thông cáo chung, hai bên khẳng định cam kết của Mỹ bảo vệ Nhật bằng các phương tiện quân sự thông thường cũng như hạt nhân là không suy chuyển. Việc Washington khẳng định lại sự ủng hộ Tokyo trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Bắc Kinh trên quần đảo Senkaku điếu ngư là một thắng lợi ngoại giao có ý nghĩa của ông Shinzo Abe. Thông cáo chung ghi rõ lãnh đạo hai nước nhắc lại việc bảo vệ quần đảo nói trên có ghi trong điều 5 của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ. Hai nước sẽ cùng nhau bảo vệ quyền tự do lưu thông trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, cùng nhau đối phó với mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Về phân khách, Thủ tướng Nhật tập trung vào quan hệ kinh tế thương mại. Ông Abe cho biết hai nước đã thống nhất để xác định một khuôn khổ mới cho đối thoại kinh tế và người Nhật sẽ đẩy mạnh đầu tư tại Mỹ trong thời gian tới. Cụ thể, những dự án đầu tư đó sẽ được Bộ trưởng Tài chính Taro Aso và Ngoại trưởng Fumio Kishida trình bày trong chuyến công du này. Cùng với các phu nhân, lãnh đạo hai nước sau đó đã tới Palm Beach, Florida và cùng nghỉ ngơi ngày cuối tuần trong dinh thự sang trọng riêng của Tổng thống Mỹ tại Mar-a-Lago. Ông Abe sẽ có buổi chơi golf với ông Trump ngay tại sân golf của vị Tổng thống tỷ phú Hoa Kỳ. Riêng về vụ một phi cơ tuần thám Mỹ bị một máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc áp sát trên Biển Đông, Lầu Năm Góc hôm qua xem đấy là một hành động nguy hiểm nhưng không cố ý. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, cả hai phi công Mỹ và Trung Quốc đều duy trì liên lạc qua vô tuyến điện một cách chuyên nghiệp. Theo hãng tin Mỹ AP, đây là sự cố đầu tiên loại này dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chiếc máy bay Trung Quốc loại KG-200 hôm 8 tháng 2 như vậy là đã cắt đường một phi cơ dò thám loại P-3C của Hải quân Mỹ khi chiếc này đang tuần tra trên vùng không phận quốc tế trên bãi Scarborough ở phía bắc Biển Đông gần Philippines. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, đây là một động thái nguy hiểm vì máy bay Trung Quốc chỉ cách mũi phi cơ Mỹ khoảng 1.000 feet, tức là hơn 300 mét một chút, buộc phi cơ Hoa Kỳ phải lập tức bẻ lái để đổi hướng. Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết là phía Mỹ không thấy một bằng chứng nào cho thấy đó là một hành vi cố ý và sự cố chỉ xảy ra một lần duy nhất. Còn liên quan tới quan hệ Trung Quốc-Hàn Quốc, giữa lúc bang giao hai bên căng thẳng vì Seoul đã cho phép Washington triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc, thì Bắc Kinh vừa cho phép trục xuất 32 nhà truyền giáo Hàn Quốc. Báo chí Hàn Quốc hôm nay xem đấy là hành động của Bắc Kinh nhằm trả đũa Seoul.
Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, một quan chức của chính phủ Hàn Quốc đã tiết lộ đây là các nhà truyền giáo Thiên Chúa giáo đã sống tại vùng Diên Cát, miền Đông Bắc Trung Quốc và giáp giới với Bắc Triều Tiên. Nhiều người bị trục xuất đã sống ở đó hơn 10 năm. Ngay từ hôm qua, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thông báo cho các nhóm truyền giáo Hàn Quốc là các nhà truyền giáo nói trên đã bị trục xuất hồi tháng Giêng. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc bị tình nghi là đã có hàng loạt các biện pháp từ thương mại đến văn hóa nhằm trả đũa quyết định của Hàn Quốc cho phép Mỹ triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD trên lãnh thổ của mình, một điều mà Trung Quốc đã khoai công phản đối. Báo chí Hàn Quốc đã coi vụ trục xuất các nhà truyền giáo là hành vi trả đũa của Bắc Kinh đối với Seoul. Tuy nhiên, theo một quan chức Hàn Quốc xin giấu tên, không có dấu hiệu nào về mối liên hệ giữa hành động trục xuất của các nhà truyền giáo và việc triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD. Hiện có khoảng 1.000 nhà truyền giáo Hàn Quốc hoạt động tại Trung Quốc, đặc biệt là ở khu vực Đông Bắc. Nhiều người rất tích cực trong việc giúp đỡ người Bắc Triều Tiên vượt biên qua Trung Quốc rồi từ đó đi đến một nước thứ ba, trong đó có Hàn Quốc. Trở xuống vùng Nam Á, vào hôm nay tại Ấn Độ mở ra vòng 1 cuộc bầu cử nghị viện bang Uttar Pradesh. Với 200 triệu dân, đây là bang đông dân nhất và quan trọng nhất đất nước Ấn Độ và cũng là nơi có nhiều vấn đề xung đột tôn giáo sắc tộc phức tạp. Cuộc bầu cử này cũng là một thách thức cho chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi sau những quyết định tiền tệ gây không ít chống đối. Thông tin viên tại New Delhi Sebastian Farsi tường trình như sau. Trois grandes forces vont s'affronter lors de cette élection régionale symbolique. Ba lực lượng chính trị lớn sẽ đối mặt với nhau trong cuộc bầu cử cấp vùng mang tính biểu tượng cao này là đảng BSP ủng hộ những người nghèo khó, liên minh trung tả giữa các đảng cầm quyền ở bang Samajwadi với đảng Quốc đại và đảng dân tộc chủ nghĩa Hindu BJP đang cầm quyền. Đảng BJP đã giành thắng lợi ở bang Uttar Pradesh trong cuộc bầu cử lập pháp toàn quốc hồi năm 2014 nhờ ông Narendra Modi cũng như những hứa hẹn phát triển của ông. Nhưng trong bối cảnh địa phương, ảnh hưởng của Thủ tướng Modi rất kém và các đối thủ của ông thuộc phe trung tả chiếm được nhiều tin cậy hơn trên phương diện phát triển kinh tế. Trong bang có 20% là người Hồi giáo, đảng BJP trở lại với một chương trình hành động mang tính tôn giáo nhiều hơn. Theo như giải thích của ông Jean Vernier, giáo sư chính trị tại Đại học Ashoka, thì đảng BJP biết là để giành được trên 30-35% phiếu là khá phức tạp và để 1/3 số phiếu thành đa số ở nghị viện trong bang thì phải phân tán các đảng phái xung quanh mình. Các đảng này tìm cách châm ngòi xung đột tôn giáo sắc tộc gây bầu không khí căng thẳng thường trực với hy vọng sự chia rẽ đó được phản ánh trong các lá phiếu của cử tri. Cuộc bầu cử này còn là một trắc nghiệm cho Thủ tướng Ấn Độ để biết được liệu người dân có chấp nhận hay không biện pháp thu hồi tiền tệ gần đây của chính phủ để chống kinh tế ngầm nhưng lại khiến kinh tế rối loạn. Sebastian Farsi, New Delhi, RFI. Tại châu Âu, Vladimir Putin sẵn sàng gặp Donald Trump ở Slovenia. Tiếp đón đồng nhiệm Slovenia Borut Pahor tại Nga vào hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết là ông sẵn sàng có cuộc tiếp xúc đầu tiên với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Ljubljana, thủ đô Slovenia. Ý tưởng về một cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Ljubljana đã được chính Tổng thống Slovenia nêu lên. Ông Borut Pahor hiện đang viếng thăm chính thức Moscow. Phát biểu sau cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Slovenia, như vậy Tổng thống Nga đã cảm ơn vị khách mời về ý tưởng đó. Ông xác định rằng thủ đô Ljubljana và Slovenia nói chung chắc chắn là một địa điểm tốt từ ngữ trong nguyên văn để thực hiện cuộc đối thoại Nga-Mỹ. Nhưng điều đó không chỉ tùy thuộc vào Moscow. Ông Putin còn nhắc lại rằng trước đây ông cũng đã từng gặp cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ở thủ đô Slovenia. Theo các nhà quan sát, Slovenia không xa lạ gì với tân Tổng thống Mỹ vì đó chính là quê quán của vợ ông, bà Melania Trump. Cũng liên quan tới quan hệ Nga-Mỹ, báo chí tại Hoa Kỳ vừa tiết lộ vào hôm qua rằng cố vấn của ông Trump từng thảo luận riêng với Nga về việc giảm các biện pháp trừng phạt. Theo báo The Washington Post và The New York Times, thì cố vấn Michael Flynn được đề cử ngày 18 tháng 11 năm ngoái có thể đã thảo luận với đại sứ Nga tại Washington về vấn đề này.
Cuộc trao đổi đã diễn ra vào thời điểm Tổng thống mãn nhiệm Obama ra quyết định trục xuất một loạt các nhà ngoại giao Nga để trả đũa sau khi Moscow bị cáo buộc can thiệp nhằm thay đổi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Theo The Washington Post, thì cố vấn Michael Flynn có thể đã can thiệp nhằm vô hiệu hóa các biện pháp trừng phạt của Mỹ với hứa hẹn là ông Donald Trump sau khi nhậm chức sẽ giảm nhẹ áp lực đối với Nga. Một số nguồn tin còn khẳng định ông Flynn đã kêu gọi Nga đừng phản ứng thái quá. Cuộc gặp giữa cố vấn của ông Trump và đại sứ Nga bị một số giới chức cao cấp của Hoa Kỳ giải thích như là một hành động bất hợp pháp. Tiết lộ nói trên của báo chí Mỹ có nguy cơ kéo Nhà Trắng vào một bê bối mới. Cả hai ông, cố vấn Michael Flynn và Phó Tổng thống Mike Pence đều phủ nhận đã đề cập vấn đề trừng phạt trong cuộc gặp đại sứ Sergei Kislyak. Luật pháp của Hoa Kỳ cấm các công dân Mỹ không có nhiệm vụ thảo luận với các chính phủ nước ngoài về những vấn đề tranh chấp với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, kể từ năm 1979 đến nay, chưa có ai bị truy tố theo luật này. Các chính trị gia dân chủ chỉ trích mạnh mẽ ông Flynn. Thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện khuyến cáo Tổng thống Trump nên tránh xa vị cố vấn này. Còn liên quan tới Syria và Iraq, theo thông tin của kênh truyền hình LCI của Pháp vào tối hôm qua, thì một trong số những kẻ cầm đầu tuyển mộ chiến binh cho tổ chức nhà nước Hồi giáo và được coi là kẻ chủ mưu nhiều vụ khủng bố tại Pháp, có thể là nhân vật này đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Liên quân quốc tế hôm 8 tháng 2 vừa qua tại Iraq. Nhân vật nói trên là Rashid Kassim, quốc tịch Pháp, từng biết đến là kẻ thường xuyên xuất hiện trên các mạng xã hội để lôi kéo tuyển mộ các chiến binh thánh chiến cho Daesh, ý thường phổ biến các video chỉ dẫn kêu gọi hành động khủng bố. Chiến binh thánh chiến 29 tuổi này từ lâu nay vẫn là mục tiêu săn tìm hàng đầu của Paris và Washington. Có thể gọi y là một trong những kẻ khủng bố bị săn tìm gắt gao nhất thế giới. Tên của y gắn liền với hầu hết các vụ và các âm mưu khủng bố trên đất Pháp từ hơn một năm qua. Các cơ quan chức năng của Pháp vẫn chưa khẳng định chính thức về thông tin cái chết của nhân vật đang bị truy lùng gắt gao nói trên. Tuy nhiên, trên một trang mạng xã hội vẫn được những kẻ thánh chiến sử dụng thường xuyên. Trong ít ngày qua, đã loan truyền một thông điệp kêu gọi cầu nguyện cho Rashid Kassim. Theo các nguồn tin mà truyền thông Pháp có được, thì chiến binh thánh chiến này có thể đã bị tiêu diệt cách đây 2 ngày trong một cuộc không kích của Liên quân tại Mosul, Iraq. Tại Hoa Kỳ, sau khi bị các tòa án bác bỏ, sắc lệnh nhập cư của tân Tổng thống Donald Trump không thể áp dụng được nữa. Thế nhưng Nhà Trắng vẫn còn một số lựa chọn để phản công mà ông Trump có thể sẽ thông báo vào tuần tới đây, như ông đã nói trong cuộc họp báo cùng với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vào hôm qua. Trong các lựa chọn, có một sắc lệnh mới về nhập cư được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio từ Washington tường thuật về các lựa chọn của ông Trump. Certes, l'administration a été désavouée par les tribunaux, mais le dossier n'est pas clos. Le président Trump a quatre options. Đúng là chính quyền đã bị các tòa án phủ nhận, nhưng hồ sơ chưa kết thúc. Tổng thống Donald Trump còn bốn lựa chọn. Ông có thể quay lại trước thẩm phán Robert ở bang Washington hay tòa phúc thẩm San Francisco. Và lần này thì toàn bộ tòa án, tức khoảng một chục thẩm phán, đứng ra xem xét. Ông cũng có thể đưa hồ sơ lên tòa án tối cao hay đưa ra một sắc lệnh khác. Dĩ nhiên là ông cũng có thể thực hiện đồng thời nhiều khả năng. Donald Trump cũng không quên những người đã đưa ông lên nắm quyền. Theo một cuộc thăm dò gần đây, thì 42% người Mỹ chờ đợi những biện pháp về biên giới và 80% người đảng Cộng Hòa ủng hộ Tổng thống của họ. Ông Trump đã giải thích, đất nước chúng ta sẽ vẫn an toàn. An ninh là nguyên nhân chủ yếu của sự hiện diện của tôi ở đây. Các cử tri đã nghĩ đến tôi là người tốt nhất trên vấn đề an ninh. Chúng ta sẽ hành động nhanh chóng, đề ra những biện pháp mới, đồng thời sẽ tiếp tục trước các tòa án và chúng ta sẽ thắng. Trong khi chờ đợi, thì toàn sắc lệnh nhập cư bị bác bỏ và người tị nạn vào Mỹ đã được chấp thuận. Nhưng nhiều biện pháp đang được soạn thảo, như việc người xin visa buộc phải cho mật mã của họ để vào các mạng xã hội, hay gia tăng số nước mà công dân theo ông Trump phải chịu kiểm soát cực kỳ gắt gao. Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Còn tại Brazil, chính quyền bang Espírito Santo ở phía bắc Rio vào hôm qua loan báo đã đạt được thỏa thuận với các cảnh sát đình công. Phong trào phản kháng của cảnh sát kéo dài từ một tuần qua đã khiến cho chính phủ buộc phải huy động quân đội để vãn hồi trật tự. Thông tin viên Martin Bernard từ São Paulo trình bày. Au cours de la semaine, la scène s'est répétée devant plusieurs régiments de police militaire. Trong tuần qua, một cảnh tượng lặp đi lặp lại trước mắt các đơn vị quân cảnh, đó là các phụ nữ, những người thân của cảnh sát tập hợp biểu tình theo từng nhóm nhỏ ngăn cản, không cho các nhân viên cảnh sát ra khỏi trại. Mục đích là để đòi tăng lương cho lực lượng cảnh sát. Tại Vitória và một phần của bang Espírito Santo, phong trào được sự tham gia đông đảo. Trong vòng một tuần vắng bóng lực lượng giữ gìn trật tự, bạo lực đã làm hơn 120 người chết, chưa kể các vụ cướp bóc hôi của. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp các thành phố. Trường học, bệnh viện bị đóng cửa, giao thông công cộng trở nên hỗn loạn. Thủ hiến bang cho rằng cảnh sát đã bắt người dân làm con tin. Ông đã kiện lên tư pháp 700 cảnh sát đình công và đồng thời kêu gọi huy động quân đội tham gia vãn hồi trật tự. Trên toàn lãnh thổ đã có 3.000 quân nhân được triển khai cho nhiệm vụ này. Tối qua, cuối cùng một thỏa thuận đã đạt được không lâu sau khi phát biểu của Tổng thống Michel Temer. Trong đó, ông lên án phong trào đình công của cảnh sát là bất hợp pháp. Martin Bernard, São Paulo, RFI. Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Tại Philippines, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter tối qua đã nổ ra tại thành phố ven biển Surigao trên đảo Mindanao đã làm ít nhất 6 người chết và hơn 100 người bị thương. Nhiều khu dân cư và công trình xây dựng bị thiệt hại nặng nề. Hôm nay, lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất. Còn tại Pháp, số lượng du khách nước ngoài đã giảm xuống mức từ 82,5 và 83 triệu người trong năm 2016 so với 85 triệu đạt được một năm trước đó. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phần điểm báo tuần do Mai Vân biên soạn. Điểm tuần báo. Quay trừ một vài tạp chí như Le Point dành trang bìa cho nhà văn bất khuất Kamel Daoud người Algérie, hay Courrier International nhìn sang nước Mỹ, thì các tạp chí đều chú trọng đến ứng viên Tổng thống cánh hữu François Fillon đang bị cuốn vào trong vụ tai tiếng tiền nông và việc làm giả. Mỗi tạp chí, mỗi vẻ, đánh giá sự kiện và tìm hiểu những gì xảy ra chung quanh và trong hậu trường, với câu hỏi là liệu cánh hữu có thể tìm được kế hoạch B thay thế người được cử tri của mình chọn hay không? Đa số có cái nhìn khá chỉ trích về ông Fillon. Nổi bật nhất là tuần báo L'Obs thiên tả, trên trang bìa gọi ông Fillon là Tartuff. Tartuff là nhân vật biểu tượng của một kẻ ngụy quân tử đạo đức giả trong tác phẩm của nhà biên kịch cổ điển Pháp Molière. Tạp chí cũng nhắc lại ở trang trong là nhiều người, trong đó có cựu Tổng thống Sarkozy, từng gọi ông Fillon là kẻ gian xảo. L'Obs quá là không ưa thích ông Fillon, mô tả ông như một người thích xa hoa, mặc những bộ quần áo đến hơn 8.000 euro, mê xe hơi, cho dù ông chỉ có một chiếc Toyota và một Peugeot mua cách đây 15 năm. Ông có một công ty cố vấn tài chính môi trường, nhưng vấn đề là tên tuổi khách hàng của ông rất khó tìm. Đối với báo giới Pháp, thì một người như thế làm sao có thể kêu gọi người dân chịu khó chịu khổ? Mỗi khi ông nói hay làm điều gì thì chắc chắn sẽ bị chất vấn. Chẳng hạn như ông không thể giảm biên chế công chức, nói đến tinh thần liên đới mà không bị hỏi ngay là vợ của ông trong nhiều năm đã hưởng trợ cấp hậu hĩnh. Tạp chí L'Express nhân dịp này mở rộng chủ đề tìm hiểu những đặc quyền đặc lợi đối với nghị sĩ mà theo tạp chí nên bỏ đi, nhất là khi họ luôn vắng mặt ở nghị trường. Trong diễn biến hiện nay, The Express ghi nhận thái độ nghi kỵ của ứng viên Fillon đối với truyền thông, bị ông chỉ trích là đã bới móc. Tạp chí đã đặt câu hỏi với chuyên gia về truyền thông, Marcel Gaucher. Chuyên gia này công nhận là truyền thông từ vai trò đối trọng cần thiết trong một nền dân chủ, nay đã bị tố cáo là chống quyền lực,
tức là cản trở việc thi hành quyền lực, vì muốn tìm hiểu những gì diễn ra ở hậu trường và những mục tiêu thực sự của các chính khách. Theo ông Gaucher, trong hồi sự Fillon thì truyền thông cũng chỉ làm nửa công việc của mình, và độc giả cũng như khán giả vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, và người ta muốn biết ai đứng sau các vụ tiết lộ về Fillon. Liên quan đến Việt Nam, tạp chí The Diplomat Magazine số tháng 2 năm nay có bài phân tích về chính sách đối ngoại đa phương mà Việt Nam đang theo đuổi, tìm kiếm thế cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản. Mới đầu bài báo, Nicolas Chapnan, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, ghi nhận một loạt động thái ngoại giao của giới lãnh đạo Việt Nam trong tháng đầu năm 2017, nối tiếp theo những gì đã thực hiện vào năm 2016. Sự kiện nổi bật đầu tiên là chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 12 đến 15 tháng Giêng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Trong chuyến đi này, thì chuyên gia Chapnan chú ý đến chi tiết được nhắc lại trong bản thông cáo chung Việt Trung. Theo đó, hai bên đồng ý kiểm soát tốt bất đồng và giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Vào lúc ông Nguyễn Phú Trọng còn ở Trung Quốc, thì chính quyền Hà Nội đã đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ mãn nhiệm John Kerry đến tạm biệt Việt Nam trong một chuyến thăm mang tính biểu tượng cao. Nhân dịp này, thì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng đã xác định lời mời Tổng thống đắc cử Donald Trump đến thăm Hà Nội và tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới. Theo nhận xét của Chapman, dù sự thành công của chính sách xoay trục qua châu Á của chính quyền Obama còn là vấn đề gây tranh cãi, nhưng điều chắc chắn là Việt Nam đã là một trong những điểm quan trọng của chính sách đó, với quan hệ song phương Việt-Mỹ ngày càng được củng cố kể từ khi hai nước ký kết một thỏa thuận đối tác trong năm 2013. Sự kiện nổi bật thứ ba là chuyến thăm Việt Nam ngày 16 tháng Giêng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đánh dấu bằng lời hứa của Tokyo cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần tra mới và tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ chủ trương tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam. Đối với chuyên gia Chapman, các chuyến thăm trên hoàn toàn không ngẫu nhiên và không phải là lần đầu tiên mà Việt Nam có chiến lược sắp xếp các chuyến thăm ngoại giao. Theo nhận định của ông Nicolas Chapman, với chiến lược ngoại giao này, thì Việt Nam như muốn nói, vâng, chúng tôi vẫn sẵn sàng tăng cường hợp tác với quý vị, nhưng chúng tôi có đối tác chiến lược khác mà chúng tôi cũng đang tăng cường hợp tác. Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI. Như nói trên, báo Le Courrier International dành trang bìa cho nước Mỹ với tựa đề Toàn cầu hóa, nước Mỹ rời khỏi cuộc chơi. Bên dưới là ghi nhận chủ trương bảo hộ mậu dịch của ông Donald Trump gây xáo trộn thương mại toàn cầu. Courrier International tự hỏi, phải chăng đó là một mối đe dọa đối với châu Âu và một cơ may đối với Trung Quốc? Ở trang trong, tạp chí nói rõ hơn. Với Trump, Hoa Kỳ chơi lá bài yêu nước trên bình diện kinh tế, để thế giới mỗi người tự lo liệu. Khúc quanh này là một mối đe dọa đối với châu Âu, nhưng có thể giúp Trung Quốc xuất khẩu mô hình của mình. Nhưng trước khi trích dẫn những phân tích về tác động đối với các nước khác, thì Courrier International trong bài xã luận phân tích hệ quả đối với nước Mỹ. Dưới tựa đề Ảo tưởng bảo hộ, tạp chí nhìn thấy nước Mỹ, nước nhập khẩu hàng đầu thế giới và xuất khẩu thứ nhì toàn cầu, sẽ lãnh hậu quả đầu tiên nếu ông Trump đi đến tận cùng trong dự tính của ông và trở lại truyền thống bảo hộ từ thời chiến tranh Nam Bắc đến giữa hai thế chiến. Thời đó thì cũng nước Mỹ trước tiên để bảo vệ mức sống của người lao động Mỹ. Và ngày nay thì ông Donald Trump cũng có lập luận tương tự bảo vệ công việc làm cho người Mỹ trước mối đe dọa hàng nhập khẩu Trung Quốc. Nhưng theo Courrier, đây là một lập luận mang tính dân túy và không thực tế. Tuần báo Pháp nhắc lại, vào năm 1930, thì luật Hollet-Smoot quy định tăng thuế 59% trên hàng nhập khẩu đã đẩy mạnh xu thế bảo hộ mậu dịch, nhưng Hoa Kỳ đã thụt lùi trên thương trường quốc tế. Đối với Courrier International, đây là một bài học cần nghiền ngẫm đối với một quốc gia sẽ mất mát nhiều với một chính sách co cụm.
tại một số thành phố miền Middle West rất lệ thuộc vào xuất khẩu. Ví dụ như Columbus ở Indiana, một thành phố rất ủng hộ Trump, mà kinh tế lại dựa 50% vào xuất khẩu, thì người dân sẽ khám phá hậu quả của chính sách bảo hộ. Courrier International còn trích dẫn tính toán của báo Anh The Economist, ước tính là nếu đánh thuế 35% trên hàng nhập khẩu từ Mexico và 45% trên hàng nhập từ Trung Quốc và Nhật Bản, thì sức mua của người dân trung bình giảm sụt. Và nêu lên con số $11,500 mà mỗi gia đình Mỹ chịu thiệt trong 5 năm. Còn về hệ quả đối với quốc tế, dưới tựa đề khó mà ly dị với Mỹ, Courrier International nhìn sang châu Âu và thấy là Đức sẽ là nạn nhân đầu tiên. Hiện thời thì chỉ mới nói đến Mexico, nhưng chính sách bảo hộ sẽ rang ra những nước có thặng dư thương mại với Mỹ, và Đức là nước châu Âu kích động thơm nhất vì xuất sang Mỹ nhiều hơn là nhập từ Mỹ. Và nếu áp dụng chính sách bảo hộ thì Đức sẽ mất 1 triệu công việc làm trong các công ty xuất khẩu. Riêng ngành xe hơi xuất sang Hoa Kỳ sử dụng 200.000 người. Trung Quốc dĩ nhiên cũng nằm trong tầm nhắm của ông Trump, nhưng thái độ co cụm của Mỹ đã bị Trung Quốc khai thác. Trích dẫn tờ Minh Báo Hồng Kông, bài viết nhắc lại phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ ngày 17 tháng Giêng đã lên tiếng bảo vệ toàn cầu hóa kinh tế, ca ngợi tự do mậu dịch, gây hứng thú nơi cử tòa vốn lo âu trước hướng đi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Không nêu đích danh Tổng thống Mỹ, nhưng ông Tập Cận Bình cho là bảo hộ mậu dịch là tự khép mình trong phòng kín. Phải biết giữ lời hứa, phải tôn trọng luật chơi, không thể chấp nhận hay bãi bỏ tùy hứng. Ông còn hứa Trung Quốc luôn mở cửa, không bao giờ khép nó lại. Theo bài viết, thì Trump quả là đã tạo điều kiện cho Tập Cận Bình trên trường quốc tế. Trước một Trump khó lường, một châu Âu đón làn sóng tị nạn ô ạt và nghèo đi, chủ nghĩa dân túy lan tràn, thì ông Tập Cận Bình đề nghị thế giới đi theo mô hình Trung Quốc. Về châu Á, Le Courrier International quan tâm đến Hàn Quốc năm nay 2017 mừng 30 năm dân chủ hóa, nhưng với cái nhìn không mấy lạc quan. Dưới tựa đề chấm dứt chế độ gia đình trị, tạp chí ghi nhận là người Hàn Quốc nhận thấy một cách phẫn nộ rằng nền dân chủ mà họ đã giành được qua đấu tranh đang dần dần biến thành một chế độ quý tộc gia đình trị. Courrier trích bài viết của một nhà nghiên cứu Chung Sok-jun trên Presian, Seoul, phân tích là những cuộc biểu tình phản đối diễn ra ồ ạt từ tháng 11 năm ngoái có mục tiêu chính là phía trước Tổng thống Park Geun-hye, tập hợp những người từ mọi tầng lớp và không hẳn cùng quan điểm trên mọi vấn đề. Và lý ra thì cuộc tập hợp này kết thúc vào lúc tòa bảo hiến thông qua việc phế truất Tổng thống. Nhưng theo tác giả bài viết, điều này không thể. Sự huy động đông đảo người khi cả triệu người là vì người dân đã ý thức họ đang đứng trước một cuộc khủng hoảng, lo ngại nền dân chủ mà họ giành được cách đây 30 năm, tụt hậu và trở nên một chế độ quý tộc cha truyền con nối. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản tại Nhà Trắng, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lại cam kết bảo vệ Nhật Bản. Trung Quốc trục xuất 32 nhà truyền giáo Hàn Quốc để trả đũa vụ lá chắn chống tên lửa THAAD. Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc một sắc lệnh mới về nhập cư. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành trong mục tạp chí Thế giới đó đây. Thưa quý vị, trong thời đại muôn vàn biến động và đa nguyên về quan điểm như hiện nay, liệu có còn những tiêu chuẩn chung để xác định đâu là thông tin thật
đâu là thông tin giả, hay thông tin có nhiều loại và có thể hoàn toàn được nhìn nhận theo những cách nhìn rất khác nhau. Câu hỏi sâu xa những tưởng chỉ dành cho giới chuyên gia đột ngột trở nên vấn đề nóng với cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm ngoái. Cuộc tranh cử để lại nhiều ấn tượng rất xấu với hàng loạt vụ tung tin giả, tin sai lạc nhằm lôi kéo cử tri. Khởi đầu mùa tranh cử Tổng thống Pháp, hai tập đoàn Google và Facebook phối hợp cùng nhiều phương tiện truyền thông lớn của Pháp chống nạn tin giả. Cũng trong lĩnh vực truyền thông, tình trạng tự do ngôn luận ngày càng bị bóp nghẹt ở Nga và chủ trương độc tôn tiếng Ukraine trong lĩnh vực văn hóa là hai đề tài khác được giới thiệu trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tạp chí cũng sẽ khép lại với một bộ phim mới rất được trông đợi của Martin Scorsese, tác giả của phim Cám dỗ cuối cùng của Chúa Giê-xu. Silence, tạm dịch là Sự im lặng của Chúa, kết quả của 25 năm thai nghén, đưa công chúng đến với một cuộc phiêu lưu mới của ông, đó là cuộc truy tầm sự thật về lòng người. Trước hết về chủ đề mối họa tin giả, hình ảnh nước Mỹ với Tổng thống tân cử Donald Trump và cộng sự nổi tiếng là không ngần ngại tung các tin đồn thất thiệt để gây chú ý và tranh thủ công luận đang lầy lo ngại lớn, đặc biệt với những quốc gia như Pháp, trước thềm hai cuộc bỏ phiếu Tổng thống và Quốc hội. Để kịp đối phó, hai tập đoàn Google và Facebook thỏa thuận phối hợp cùng nhiều phương tiện truyền thông lớn của Pháp. Hôm thứ Hai, mùng 6 tháng 2 vừa qua, 8 cơ quan truyền thông Pháp đã quyết định cộng tác với mạng xã hội Facebook trong nỗ lực giảm số lượng thông tin sai lệch. 8 cơ quan trên có hãng thông tấn AFP, các báo Le Monde, Libération, 20 Minutes, tuần báo L'Express, tập đoàn truyền hình France Television, tập đoàn truyền thông France Media Monde. Cụ thể là dự án sẽ triển khai tại Pháp một biện pháp tương tự như đã được lập ra ở Mỹ hồi tháng 12 năm 2016. Dự án này tiếp theo đó đã được khởi sự tại Đức với ban biên tập báo Corrective, một hiệp hội phóng viên điều tra Đức đã được thành lập năm 2014 sau Pháp và Đức. Facebook sẽ tiếp tục mở rộng dự kiến loại trừ thông tin sai lạc tại nhiều quốc gia. Cùng với Facebook, Google cũng nhập cuộc. Trang Crosscheck do mạng First Draft News và Google News Lab chủ trì có nhiệm vụ giúp các cơ quan truyền thông Pháp thẩm định nội dung các thông tin lưu hành trên mạng, bao gồm thông tin thời sự, ảnh, video và các bình luận. Chương trình sẽ chính thức khởi sự vào ngày 27 tới. Ngoài 8 cơ quan truyền thông trên, còn có các báo như L'Echo, West France, các ấn bản địa phương của trang mạng Rue89, v.v. Những người dùng mạng có thể thông báo với Google và Facebook về tin sai, tin giả. Các thông tin sẽ được chuyển cho các truyền thông đối tác để thẩm định. Giám đốc thông tin của hãng thông tấn AFP nhấn mạnh, một khi nguyên tắc kiểm tra thông tin bị tấn công từ nhiều phía như hiện nay, đặc biệt từ quan điểm tương đối chủ nghĩa hay chủ trương nhào nặn thông tin nhằm mục đích riêng, thì toàn bộ giới truyền thông phải đoàn kết. Giám đốc của First Draft News tin tưởng là các nỗ lực chung này có thể làm giảm bớt luồng tin tức sai lạc vào một thời điểm rất hệ trọng đối với nước Pháp. Trong lúc phương Tây lo lắng và nỗ lực tìm cách hạn chế tác hại của nạn tin giả, trong bối cảnh nhiều cử tri mất niềm tin vào các phương tiện truyền thông chủ lưu, các thế lực chính trị truyền thống, mỗi người có xu hướng truy cầu sự thật theo cách của riêng mình, quan niệm về giá trị và mang tính xúc cảm nhiều khi che lấp thực tại của sự kiện, thì điều đáng sợ hàng đầu của xã hội Nga là tình trạng chính quyền bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Agora, một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tại Nga, ngày 7 tháng 2 vừa qua đã công bố tại Moscow một bản báo cáo tổng kết về năm ngoái 2016. Thông tín viên Miren Pompon từ Moscow cho biết cụ thể. Đối với Agora, chính quyền Nga đang tiến hành một chiến dịch chống quyền tự do trên mạng. Đối với chính quyền, Internet là một chiến trường. Các chỉ trích chính quyền, các hoạt động của chính quyền, dù là ngây thơ nhất cũng có thể bị coi như một hành động tấn công vũ trang. Quan niệm này được thể hiện qua việc kiểm duyệt gia tăng và các áp lực ngày càng mạnh hơn nhắm vào người sử dụng Internet. Một loạt điều luật được thông qua hồi tháng 7 năm ngoái buộc các nhà quản lý mạng phải lưu trữ dữ liệu trong vòng 6 tháng, còn thông tin về dữ liệu hay các siêu dữ liệu phải được giữ trong 3 năm. Tất cả các cơ sở dịch vụ Internet sử dụng kỹ thuật mã hóa phải cung cấp cho Cơ quan An ninh Quốc gia FSB phương tiện cần thiết để giải mã thông tin. Một số dự luật đang được chuẩn bị cho việc tách Internet của nước Nga ra khỏi phần còn lại của thế giới vào năm 2020. Total du segment russe d'internet. Le blogueur Alexei Kungurov a été condamné à 2 ans de camp pour avoir Blogueur Alexei Kungurov bị phạt tù 2 năm vì đăng bài phản đối Moscow can thiệp quân sự tại Syria. Kỹ sư Andriy Bubeev cũng bị phạt tương tự vì có bài tỏ thái độ thân Ukraine.
còn giáo viên mẫu giáo Evgenia Chuneviev thì bị phạt 6 tháng tù chỉ vì đưa lên mạng một đoạn video bày tỏ mối lo ngại về những nguy hiểm đối với các trẻ em tại các khu nghỉ hè ở Nga. Đoạn video bị chính quyền coi là mang tính khiêu dâm. Bảo vệ trẻ em trước nạn khiêu dâm thường được sử dụng như một lý do để đóng cửa một địa chỉ Internet. Theo Hiệp hội Agora, số vụ xâm phạm quyền tự do Internet tại Nga tăng từ 15.000 năm 2015 lên đến 116.000 trường hợp hồi năm ngoái. Забути усім нам повік, той скривавлений ранами сніг. Ті безликі шо. Nhìn sang quốc gia láng giềng Ukraine, 3 năm sau chính biến Maidan với cuộc nội chiến bùng nổ tại miền đông giữa phe ly khai được Nga hậu thuẫn với quân chính phủ. Kinh tế Ukraine vẫn chưa thấy đường ra, tình trạng tham nhũng cắt cứ đè nặng lên xã hội hậu cách mạng. Cuối tháng giêng vừa qua, ngay trước lúc căng thẳng tại miền đông gia tăng, một số phe phái trong Quốc hội Ukraine nêu trả lại vấn đề đưa tiếng Ukraine trở thành ngôn ngữ duy nhất trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Nhiều nhà văn hóa người Ukraine cho rằng đây chẳng qua chỉ là một âm mưu đánh lạc hướng công luận, trong lúc phía Nga cảnh báo nếu luật được thông qua thì Kiev sẽ mất hẳn vùng Donbass nói tiếng Nga. Thông tin viên Sebastian Gobert từ Kramatorsk cho biết cụ thể. Cho dù giữa các dự luật này có những khác biệt, chúng đều có mục tiêu chung là Ukraine toàn bộ đời sống công cộng tại quốc gia này. Từ khi Ukraine độc lập vào năm 1991, tiếng Ukraine đã là ngôn ngữ quốc gia chính, nhưng chỉ trong các lĩnh vực chính trị, thể chế và hành chính. Theo các dự luật, toàn bộ các phương tiện truyền thông, truyền hình, đài, báo giấy, điện ảnh và các lĩnh vực khác sẽ buộc phải sử dụng tiếng Ukraine là chính. Một người diễn đạt bằng một thứ tiếng khác, dù là tiếng Nga, phải được dịch lồng tiếng hay có phụ đề bằng tiếng Ukraine. Đối với tiếng Nga thì điều này không cần thiết vì đa số người Ukraine sử dụng song ngữ. Nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt. Một trong các dự luật đề nghị lập lực lượng kiểm tra ngôn ngữ. Vi phạm lần đầu tiên bị phạt tiền, tái phạm có thể bị phạt tù. Các dự luật nhìn chung có nhiều điểm rất cực đoan, vì vậy khó mà được Quốc hội chấp nhận trong tình trạng hiện tại. Ces projets sont très radicaux et il y a peu de chances qu'ils soient adoptés en l'état par les parlementaires. Về vấn đề này, thông tín viên Gobert dẫn nhận định của nhà thơ Serhiy Zadan, một gương mặt tiêu biểu của nền văn học Ukraine thời kỳ hậu độc lập. Pour le poète ukrainien Serhiy Zadan, les parlementaires essayent en fait plus de lutter contre le russe que de promouvoir l'ukrainien. Đối với nhà thơ Serhiy Zadan, các dân biểu đề xuất các dự luật này muốn chống lại tiếng Nga nhiều hơn là cổ vũ cho tiếng Ukraine. Theo ông, điều đó không có tính xây dựng và chỉ là một thủ đoạn đánh lạc hướng mới của các chính trị gia nhằm che giấu sự bất lực của họ trong việc giải quyết khủng hoảng kinh tế và xã hội. Tình hình hiện nay rất khó khăn cho người Ukraine và điều này không phụ thuộc vào ngôn ngữ mà họ sử dụng. La situation est en effet très difficile pour les Ukrainiens et ça, quelle que soit la langue qu'ils parlent. Silence hay Sự im lặng của Chúa được coi là một trong những bộ phim rất được trông đợi đầu năm nay. Phim về giai đoạn bi thảm trong lịch sử truyền đạo Thiên Chúa Giáo tại Nhật Bản nhận được các phản ứng trái ngược trong giới phê bình Pháp và quốc tế. Một số nhà bình luận cho rằng phim của Martin Scorsese dành quá nhiều thời gian và quá chú trọng những cảnh hành hình dã man của chính quyền Nhật Bản thời đó đối với tín đồ Thiên Chúa Giáo và truyền tải một cái nhìn đối lập triệt để giữa thiện và ác. Nhưng ngược lại cũng có nhà bình luận cho rằng Im lặng của Chúa là một tuyệt tác. Trang mạng văn hóa Pháp Anh Rock Twibble nhận xét, xin trích, cho dù một tiếng đồng hồ đầu tiên xem phim rất buồn, nhưng nên đi xem phim im lặng. Bởi cho dù đề tài của phim là về đạo công giáo, nhưng vấn đề mà phim đặt ra liên quan đến mọi thời đại và nhiều nhóm người, từ người Thiên Chúa Giáo, nhóm người Do Thái Maran buộc phải theo đạo công giáo, nhưng trong tâm hồn vẫn tiếp tục là người Do Thái, hay những người theo đạo Hồi, người Tin Lành, người Cộng sản, những người ly khai, các đạo diễn điện ảnh thuộc nhóm thiểu số mà đạo diễn của bộ phim hiểu rõ hơn ai hết bởi những mâu thuẫn vô cùng lớn giữa mong muốn được làm phim theo đúng khát khao của mình và nền công nghiệp điện ảnh Hollywood. Tóm lại,
phim liên quan đến tất cả những ai không tuân theo các chuẩn mực thống trị của một thời đại, của một địa điểm nơi họ sinh sống. Dangerous. We asked for this mission. Quý vị vừa nghe phần tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Tiếp tục chương trình là tạp chí âm nhạc Bi kịch cuộc đời Dalida lên mặt bạc. Tuấn Thảo phụ trách. Phim tiểu sử là một thể loại khá ăn khách tại Pháp. Cuộc đời của các danh ca Pháp như Claude François, Serge Gainsbourg và nhất là Edith Piaf đều được dựng thành phim. Giờ đây lại đến phiên cuộc đời và sự nghiệp của Dalida được đưa lên màn ảnh lớn. Một điều cũng khá dễ hiểu do năm nay đánh dấu 40 năm ngày giỗ của thần tượng nhạc Pháp. Do nữ đạo diễn Lisa Asuelos thực hiện, bộ phim quy tụ nhiều diễn viên quen thuộc với công chúng Pháp. Duy chỉ có cô người mẫu Sveva Alviti là gương mặt mà hầu như không ai biết tới. Nhưng cô lại hóa thân quá tài tình vào vai thần tượng Dalida. Mặc dù cô chỉ giống Dalida ở tướng mạo vóc dáng, nhiều hơn là ở chân dung nét mặt. Quand elle était petite, le regard des autres sur elle a été toujours important. Dalida n'est pas n'importe quelle femme. Tên thật là Yolanda Gigliotti. Dalida sinh trưởng tại thủ đô Ai Cập trong một gia đình nghệ sĩ gốc Ý. Thân phụ của cô là nghệ sĩ vĩ cầm trụ cột trong dàn nhạc giao hưởng của nhà hát lớn thủ đô Cairo. Sau khi đoạt chiếc vương miện Hoa hậu Ai Cập vào năm 1954, Dalida khăn gói lên đường sang Paris lập nghiệp. Nhân một cuộc thi hát tuyển lựa tài năng mới, Dalida lọt vào mắt nhà sản xuất kiêm giám đốc hạng địa Eddie Barclay và người chồng tương lai của cô là ông Lucien Maurice, giám đốc điều hành đài phát thanh. Trong vòng 3 thập niên liền, từ năm 1956 cho tới năm 1987, Dalida đã ghi âm đều đặn và thành công liên tục. Tính tổng cộng, lúc sinh tiền, Dalida đã bán hơn 120 triệu đĩa hát trong 10 thứ tiếng khác nhau và bán thêm 20 triệu bản sau ngày bà qua đời. Monsieur Barclay va vous recevoir. Nous souhaitons vous proposer un contrat. J'ai eu qu'une obsession, c'est qu'elle devienne la meilleure. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Magnifique. Tu peux descendre aussi vite que t'es monté. Ce que j'ai fait, je peux le défaire. C'est pas toi qui m'as faite, c'est les publics. Tuy thành công vượt bậc trong sự nghiệp ca hát, nhưng trong cuộc sống riêng tư, Dalida lại phải hứng chịu nhiều nỗi bất hạnh. Từ thuở thiếu thời, Dalida đã phải chứng kiến cái chết của người cha ruột. Trong thời đệ nhị thế chiến, do quân đội Ý là đồng minh của Đức Quốc xã, cho nên thân phụ của Dalida cũng như tất cả những người đàn ông Ý ở tuổi quân dịch bị nhốt vào trại tù binh, cho dù họ không cầm súng. Bố của Dalida mất vào năm 1945, một năm sau khi được thả về nhà, do sức khỏe cạn kiệt, tinh thần suy sụp. Đời sống tình ái của Dalida cũng gặp khá nhiều sóng gió, không có một mối tình nào lại bền vững dài lâu. Bên cạnh đó còn có ba người đàn ông được xem như là quan trọng nhất trong đời cô. Họ đều chết một cách bất đắc kỳ tử, vì bằng cách này hay cách khác, họ đều đã tự kết liễu cuộc đời. Những nỗi bất hạnh đó chồng chất theo năm tháng, cộng thêm nỗi buồn do không thể sinh con, đã khiến cho Dalida tự tử bằng cách dùng thuốc ngủ quá liều. J'ai 34 ans. Pas d'amour, pas d'espoir, pas d'enfant. Je n'ai plus de vie.
Vous donnez de l'espoir à des milliers de gens. Et moi, qui m'en donne? Tu t'en vas, je suis malade. Trong bộ phim tiểu sử, đạo diễn Lisa Azuelos đã xây dựng cuộc đời của Dalida theo hai vế: tình yêu nơi công chúng và nỗi bất hạnh đời tư. Những ca khúc ăn khách của Dalida chính là dấu gạch nối giữa các thời kỳ với nhau, lúc thì xen kẽ, khi thì song hành. Bộ phim đối chiếu một bên là nhân vật Dalida thuộc về khán giả và giới hâm mộ, và bên kia là Yolanda trong đời tư, người đàn bà phải cam chịu nhiều mất mát thiệt thòi. Một cách dựng phim như vậy ban đầu có hiệu quả, nhưng lại phản tác dụng khi lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhược điểm của bộ phim có lẽ nằm ở chỗ dùng quá nhiều bài hát để minh họa, khiến cho phim giống như một video clip dài hơn 2 tiếng đồng hồ, thay vì chọn một vài điểm nhấn để làm nổi bật cốt truyện. Chẳng hạn như cái chết quá sớm của người cha ruột, khiến cho Dalida suốt đời phải đi tìm hình bóng của người cha, hiện thân lý tưởng của người đàn ông. Một điểm khác nữa là lúc sinh tiền, Dalida có cảm tưởng bị người khác nguyền rủa. Nói nôm na theo kiểu người Việt là Dalida có tướng sát phu. Đàn ông mà sống với bà thì sớm muộn gì cũng phải gặp tai họa. Điều này chỉ được nói thoáng qua, trong khi đó là một điểm nhấn quan trọng có thể tạo thêm sức hấp dẫn trong lối kể chuyện, cũng như tạo thêm chiều sâu tâm lý cho nhân vật chính. Một nhân vật quan trọng không kém trong phim chính là nhà sản xuất Orlando, em trai của Dalida. Theo ông thì thảm kịch của Dalida bắt nguồn từ chỗ tất cả những người đàn ông yêu Dalida như một thần tượng, chứ họ không yêu Yolanda thật tình như một người đàn bà mong manh yếu đuối. Tình yêu của mọi người dành cho Dalida càng mãnh liệt thì nỗi buồn cô đơn của Yolanda lại càng da diết. Đằng sau vầng hào quang tiền tài danh vọng, tột đỉnh sáng chói, là bao nỗi niềm lẻ loi đau nhói. Một vực thẳm u buồn nhức nhối mà dường như không còn ai trên đời có thể khuất lấp nổi. J'ai traversé des nuits et des jours sans sommeil pour en arriver. J'ai eu chaud sous la pluie et froid en plein soleil pour en arriver là. Phần cuối của chương trình là tạp chí văn hóa với đề tài Trung tâm Văn hóa Georges Pompidou Paris, Sai lầm thế kỷ và Biểu tượng văn hóa, tạp chí do Thùy Dương biên soạn. Tạp chí này đã được phát lại, chúng tôi phát lại của chương trình ngày hôm trước. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits, les girouettes tournées font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil
qui est son vieux copain est aussi de la fête. Trung tâm văn hóa Pompidou được đặt theo tên Tổng thống Pháp Georges Pompidou, người lãnh đạo nước Pháp giai đoạn 1969-1974. Tổng thống Georges Pompidou vốn là một người say mê nghệ thuật đương đại. Trong văn phòng của ông ở Điện Élysée có rất nhiều đồ trang trí theo phong cách hiện đại. Vào năm 1969, Tổng thống Georges Pompidou quyết định cho xây dựng một trung tâm đa văn hóa, trong đó có một bảo tàng nghệ thuật đương đại. Georges Pompidou thời đó tin rằng nghệ thuật hiện đại và đương đại có thể chạm tới công chúng và bảo tàng đa văn hóa sẽ giúp cho kinh đô ánh sáng khôi phục lại vị thế nổi bật trên thế giới. Vị thế mà Paris đã để lọt vào tay thành phố New York của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng thống Pompidou đã cho tổ chức một cuộc thi thiết kế quốc tế, thu hút tới 681 kiến trúc sư tới từ 49 nước. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi thiết kế với quy mô tầm cỡ như vậy được tổ chức tại Pháp. Và cuối cùng, Ban giám khảo quốc tế đã chọn bản thiết kế của ba kiến trúc sư trẻ chưa có tiếng tăm, Renaud Piano, Richard Roger và Gianfranco Franchini. Trung tâm văn hóa Pompidou được Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing khánh thành vào năm 1977, 3 năm sau khi Tổng thống Georges Pompidou qua đời. Vào thời kỳ đầu, Trung tâm văn hóa Pompidou thường được gọi là Beaubourg vì trung tâm này nằm trong khu phố Beaubourg của Paris. Tuy nhiên, lối kiến trúc hiện đại của tòa nhà khiến trung tâm văn hóa Pompidou bị ghét bỏ, ghẻ lạnh. Người Paris vốn quen với vẻ đẹp kiều diễm, hòa lệ của các công trình kiến trúc lịch sử lâu đời, thấy Beaubourg thật là chướng mắt. Đó là bởi vì mặt ngoài của tòa nhà bằng thép và kính chằng chịt đường ống to và dài, giống như các đường ống dẫn dầu, dẫn khí ga. Cũng chính vì thế mà trong suốt nhiều năm, người ta đặt biệt danh cho trung tâm văn hóa Pompidou là nhà máy lọc dầu hay nhà máy sản xuất khí ga. Đối với người dân Paris, Beaubourg trông giống như một nhà máy công nghiệp hơn là một trung tâm văn hóa. Người Paris vốn tự hào với nhà thờ Đức Bà Notre-Dame de Paris đã hài hước, mỉa mai gọi trung tâm Pompidou là Notre-Dame des Tuyaux, tạm dịch là Đức Bà của các đường ống. Nhưng không mấy ai biết rằng các kiến trúc sư thiết kế như vậy là để tiết kiệm được nhiều không gian bên trong tòa nhà. Các đường ống được chia theo màu sắc. Đường ống màu xanh lá cây là đường ống dẫn nước. Đường ống màu xanh da trời là hệ thống điều hòa không khí. Đường ống màu vàng chứa đường dây điện. Hệ thống làm mát được đặt trong đường ống màu trắng. Còn màu đỏ dành cho cầu thang bộ và cầu thang máy, biểu tượng cho sự kết nối về giao tiếp. Nhiều người ghét cay, ghét đắng lối kiến trúc hiện đại này, coi đó là vụ tai tiếng Beaubourg. Beaubourg còn bị chỉ trích nặng nề là một sai lầm thế kỷ. Thậm chí, khi Tổng thống Georges Pompidou qua đời, vị Tổng thống kế nhiệm là Valéry Giscard d'Estaing đã muốn dừng dự án xây dựng Beaubourg. May mắn cho Beaubourg là Jacques Chirac, khi đó là Thủ tướng Pháp và sau này cũng đã trở thành một Tổng thống, đã quyết giữ gìn di sản của Tổng thống Georges Pompidou. Đây cũng là may mắn của nước Pháp nói riêng và của người yêu nghệ thuật đương đại nói chung trên thế giới. Bởi vì sau 40 năm tồn tại vượt qua mọi chê bai, chỉ trích, từ cái mà người ta gọi là cái một cốc xấu xí, con quái vật gớm ghiếc hay một sai lầm thế kỷ. Giờ đây, trung tâm văn hóa Beaubourg đã trở thành một trong những biểu tượng của nghệ thuật đương đại trên toàn thế giới, là trung tâm văn hóa lớn nhất châu Âu và là một trong những công trình thu hút nhiều du khách nhất Paris hoa lệ, chỉ sau tháp Eiffel và nhà thờ Đức Bà Paris. Thực ra, ngay sau khi mở cửa đón khách, trung tâm văn hóa Pompidou đã gặt hái được những thành công rực rỡ, bất chấp những chê bai về kiến trúc bên ngoài. Chỉ trong năm hoạt động đầu tiên, trung tâm đã đón hơn 6 triệu lượt khách. Trong suốt hơn 40 năm, tổng cộng đã có hơn 100 triệu lượt khách tới thăm Beaubourg. Năm 2016, do ảnh hưởng của khủng bố, lượng du khách tới thăm các công trình ở Pháp nói chung và ở Paris nói riêng đều giảm mạnh. Trung tâm văn hóa cao 8 tầng, rộng 10.000 m2 vẫn thu hút được 3,6 triệu lượt du khách, tăng 9% so với năm 2015. Chương trình văn hóa chào mừng sinh nhật lần thứ 40 của trung tâm Pompidou được tổ chức trong 2 ngày cuối tuần, mùng 4 và mùng 5 tháng 2, đã thu hút được 85.000 du khách.
cho dù nó diễn ra chỉ một ngày sau khi xảy ra một vụ tấn công khủng bố ở trước cửa bảo tàng Louvre, Paris. Điều này đã phần nào cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của trung tâm văn hóa Pompidou. Thành công của trung tâm văn hóa Pompidou vang dội tới mức ban giám đốc đã thành lập một chi nhánh tại thành phố Metz của Pháp vào năm 2010, một chi nhánh tạm thời tại bảo tàng Malaga, Tây Ban Nha vào năm 2015. Hai chi nhánh khác tại Thượng Hải, Trung Quốc và Bruxelles, Bỉ cũng dự kiến sẽ ra mắt công chúng lần lượt vào năm 2018 và 2019. Vậy điều gì đã làm nên thành công cho trung tâm văn hóa Pompidou? Trả lời phỏng vấn của RFI, bà Brigitte Leal, phó giám đốc trung tâm Pompidou giới thiệu. Oui, alors la spécificité du centre Pompidou, c'est justement de ne pas être seulement un musée, c'est aussi une bibliothèque, la BPI, une grande bibliothèque. Đặc điểm của trung tâm Pompidou, đấy không chỉ đơn thuần là một viện bảo tàng, mà còn có cả một cái thư viện lớn về tất cả những cái lĩnh vực văn hóa và một thư viện khác nữa của riêng bảo tàng, một thư viện chuyên về lịch sử nghệ thuật, các tài liệu lưu trữ, các bản thảo viết tay, các cái cuốn sách với hình minh họa. Đây là một cái kho tư liệu lớn. Và đương nhiên là còn có thêm cả một cái trung tâm âm nhạc đương đại, nhiều phòng chiếu phim, thế rồi các cái khán phòng dành cho những cái buổi biểu diễn về ca nhạc hay là nghệ thuật múa đương đại. Pompidou là một cái trung tâm văn hóa đích thực, rất là sống động, ngày nào cũng có những cái buổi biểu diễn, những cái buổi trình diễn với cái sự phong phú và rất là đa dạng về mặt văn hóa. Đây cũng là một cái không gian để trao đổi, để tranh luận rất cởi mở về các cái ý tưởng văn hóa đương đại, về cái sự tiến triển của thế giới. Thêm một điểm khác biệt nữa là vào năm 1997 đó, thì bảo tàng của Trung tâm Văn hóa Pompidou là cái bảo tàng đầu tiên trên đất Pháp đã tổ chức các cái buổi sinh hoạt văn hóa cho trẻ em với phương pháp rất mới mẻ vào cái thời kỳ đó. Kèm theo những cái buổi trưng bày thì có cái sự tham gia của các cái nghệ sĩ, các cái hoạt động cho trẻ em đã gây được rất nhiều tiếng vang. Cách này 5 năm cũng lần đầu tiên trung tâm Pompidou có một không gian dành riêng cho cái lứa tuổi vị thành niên, không chỉ về nghệ thuật đương đại mà còn là cái không gian để cho các em đang ở cái lứa tuổi nổi loạn được mặc sức sáng tạo, thiết kế theo cái phong cách hiện đại với công nghệ mới. Nói tóm lại thì trung tâm Pompidou không bỏ sót một cái khía cạnh nào về phương diện sáng tạo nghệ thuật đương đại cả. Donc aucun des aspects en fait de la création contemporaine n'est oublié au centre Pompidou. Trong suốt 40 năm, trung tâm văn hóa Pompidou đã tổ chức 325 đợt triển lãm nghệ thuật đương đại. Được trưng bày tác phẩm tại trung tâm Pompidou là mơ ước của bất kỳ nghệ sĩ đương đại nào. Sau 40 năm tồn tại, bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Trung tâm Pompidou đã tăng gấp 4 lần. Hiện bảo tàng có tổng cộng 120.000 hiện vật. Đây là một trong những bộ sưu tập đương đại đồ sộ nhất thế giới. Các hiện vật được trưng bày luân phiên. Bảo tàng Pompidou cũng là bảo tàng hào phóng nhất thế giới khi thường xuyên cho các bảo tàng lớn trên thế giới mượn hiện vật để trưng bày. Tất cả những điều này đã giúp Trung tâm Văn hóa Pompidou trở thành biểu tượng nghệ thuật hiện đại và đương đại, không chỉ ở nước Pháp mà còn trên toàn thế giới. Mong ước của vị Tổng thống Pháp Georges Pompidou khi xưa, cha đẻ của Trung tâm Văn hóa Pompidou, này đã thành hiện thực. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Vừa rồi là chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tiếp Thủ tướng Nhật tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lại cam kết bảo vệ Nhật Bản. Trung Quốc trục xuất 32 nhà truyền giáo Hàn Quốc để trả đũa Seoul triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD. Tổng thống Donald Trump lại cân nhắc ra sắc lệnh mới về nhập cư. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với những phần tạp chí phát lại. Tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn và tạp chí âm nhạc bi kịch cuộc đời Dalia lên màn bạc của Tuấn Thảo.
và cuối cùng sẽ là tạp chí thể thao của anh Vũ. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.